Vâng, xin chào các anh chị. Hôm nay em lại giới thiệu Innova 206, bên em mới đổi cho khách. Thì xe này là G, cũng rất là đẹp nên là đủ tiêu chí bên em thông vào. Xe này lên đèn bi rồi, anh chủ cái xe lên đèn bi, đèn lên hết nha anh chị. Innova thì nó có nhiều loại lắm. Loại G, rồi loại xe taxi. Còn em là bản G, bản đủ. Là điều hòa rin và mọi thứ nó đều ok hết nha anh chị. Thì anh chị nào mà mua xe Innova thì nên mua những cái xe G như vậy, những xe gia đình như vậy, về mình chạy nó yên tâm. Chứ mua những cái xe mà dịch vụ, những cái xe mà dịch vụ về là về sửa chữa rất là nhiều, tại vì dịch vụ chạy ngày đêm nó xuống hết rồi, chứ không phải như gia đình đi còn đẹp, với lại bảng nó đủ nữa, rồi nó có phanh ABS, rồi túi khí, nội thất màu kem, hai dàn lạnh. Chứ còn thường thường xe G lên thì lên cỡ nào lên đồ ngoài không bao giờ bằng đồ rin được nha anh chị. Thì cố gắng chúc xe đi ngon lạch. Anh dàn đi nó từ 2.6 nhưng mà xe rất là rin, rất là xuất sắc anh chị. Và giá cũng rất là hợp lý, 245 triệu cho một con xe G còn đẹp như vậy thì rất là tầm tiền, 7 chỗ. Và sau này anh chị đi nó đổi lên đời cũng không có lỗ nữa. Đây, gương si rồi nè. Innova thì xe đẹp thì rất là ít nha anh chị, nhất là những cái xe mà màu đen thì xe đẹp, tại vì những xe màu đen xác định là xe gia đình, không kinh doanh. Nó ghê thì nó lên lắm. Ghế nó còn lên luôn, đi từ xưa đến giờ luôn nha anh chị. Nên là nhìn cái dàn ghế là anh chị biết được cây số rồi. Anh chị khách hàng nào làm thì đó, ghế là biết. Nhiều xe đi rất rất hay. Ghế côn còn rất là cao. Gặp điện, vô lăng này, túi khí rất là đẹp, trăm mấy chục ngàn cây à. Thì anh chủ đây cũng rất là kỹ tính, từ đó đến giờ đi mà chưa thay màn hình luôn, để chưa thay đầu luôn, để mà đầu rin luôn. Đó, con nội thất sau rất là đẹp, keo chỉ nó rin hết. Con nội thất sau rất là mới, trang lạnh là hai vùng điều hòa độc lập nha anh chị. Đó, hai vùng điều hòa độc lập. Xe taxi là không có, nó sẽ bị cắt trần độ lại rất là xấu. Đấy, mầm nó còn rất là cao, taxi còn rất là đẹp. Đó, phần nội thất rộng rãi, sáng choang, rất là ok nha anh chị. Tiếp theo là tới phần nội thất cửa nẻo, khá là đẹp, keo chỉ nguyên rin hết, mấy bát cửa còn 7 màu luôn. Này, nội thất kem còn sáng trưng, vân gỗ rất là đẹp. Đây, em quay kỹ từng chi tiết nha anh chị, quan tâm thì ghé bên em để xem kỹ hơn nữa. Còn đây là video thì em chỉ quay những cái gì mà em có thể quay được thôi. Xe đời như vậy mà nó rất đẹp. Đây, nội thất kem, keo chỉ rin không mất một phần keo chỉ nào nha. Xe 2 Innova mà hiếm có cái xe mà đời 2.6 mà đẹp như vậy, rất là đẹp. Xe này về em việc anh chị việc đi thôi, em chạy thử đó, nhẹ nhàng lắm, êm ái nhẹ nhàng, không một tiếng kêu nhỏ nha. Tuy cái đời rất là sâu mà chạy rất là cứng xe, đầm xe và chắc xe, gầm bệ không kêu lọc sọc lột cột gì hết, đèn bi đồ vô hết rồi. Thì xe này giá 245 thì rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý. Tại thời điểm này có một chiếc SUV 7 chỗ nồi đồng của đá bền, xe cũng như Innova thì không biết khi nào nó hư nổi. Anh chị nào quan tâm thì ghé bên em 276 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xe đang có mặt tại ô tô Toàn Trung, Gia Lai. Anh chị nhân đây em xin gửi gắm anh chị là có xe cũ nào mà bán, anh chị nào biết người quen bán hoặc là có nhu cầu muốn bán thì liên hệ em 0985555347. Em tên Toàn nha, có thể add Zalo và gửi hình em định giá. Chắc chắn cam kết anh chị sẽ cao hơn giá thị trường từ 10 đến 20. Có nhiều xe là tới 50 triệu.
nếu mà xe đạt đủ tiêu chuẩn bên em là không đâm đụng một chủ và đi ít cây số, đời càng sau đi ít cây số em càng mua cao. Rồi em xin cảm ơn anh chị đã xem video, và anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký cho em giùm em để đón nhận những video mới hơn, và xin hẹn gặp lại anh chị tại cửa hàng.